Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tín nguyện buổi sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Thi Thiên 64. Hỡi Đức Chúa Trời, xin hãy nghe tiếng than thở tôi, gìn giữ mạng sống tôi khỏi sợ kẻ thù nghịch. Xin Chúa giấu tôi khỏi mưu nhiệm của kẻ dữ, khỏi lũ ồn ào của những kẻ làm ác. Chúng nó đã mài lưỡi mình như thanh gươm, nhắm mũi tên mình tức là lời cay đắng, đặng từ nơi kín dấu bắn vào kẻ trọn vẹn, thình lình chúng nó bắn đại trên người chẳng sợ gì. Chúng nó tự vững lòng bền chí trong mưu ác, bàn tính nhau để gài bẫy kín dấu mà rằng ai sẽ thấy được. Chúng nó toan những điều ác, chúng nó nói rằng chúng ta đã làm xong, mưu đã sắp sẵn. Tư tưởng bề trong và lòng của mỗi người thật là sâu sắc. Nhưng Đức Chúa Trời sẽ bắn chúng nó, thình lình chúng nó bị tên thương tích. Như vậy chúng nó sẽ vấp ngã, lưỡi chúng nó nghịch lại chúng nó. Hết thảy ai thấy đến đều sẽ lắc đầu. Cả loài người đều sẽ sợ, họ sẽ rao truyền công việc của Đức Chúa Trời và hiểu biết điều Ngài đã làm. Người công bình sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va và nương náu mình nơi Ngài. Còn những kẻ có lòng ngay thẳng đều sẽ khoe mình. Sách Công vụ các sứ đồ chương 25. Phê-tu đã đến tỉnh mình được 3 ngày rồi, thì ở thành Cê-sa-rê đi lên thành Giê-ru-sa-lem. Tại đó có các thầy tế lễ cả và các người sang trọng trong dân Giu-đa đội đơn kiện Phao-lô trước mặt người. Vì có ý nghịch thì cố nài xin quan làm ơn đòi Phao-lô trở về thành Giê-ru-sa-lem. Họ đặt âm mưu đặng giết người dọc đường. Nhưng Phê-tu trả lời rằng Phao-lô bị giam tại thành Cê-sa-rê và chính mình người sẽ kiếp trở về thành đó. Lại nói rằng những người tôn trưởng trong các ngươi hãy xuống với ta, nếu người ấy có phạm tội gì thì hãy cứu kiện. Phê-tu ở cùng họ vừa 8 hay là 10 ngày mà thôi, đoạn trở xuống thành Cê-sa-rê. Sáng ngày sau, người ngồi nơi tòa án và truyền dẫn Phao-lô đến. Phao-lô mới đến thì có các người Giu-đa ở thành Giê-ru-sa-lem xuống vây bọc người, lấy nhiều cớ nặng mà thưa, nhưng chẳng tìm được chứng. Còn Phao-lô nói đặng binh vực mình rằng: tôi chẳng từng làm điều dữ chi, hoặc nghịch cùng luật pháp người Giu-đa, hoặc nghịch cùng đền thờ, hay là nghịch cùng Xê-sa. Nhưng Phê-tu muốn cho đẹp lòng dân Giu-đa thì trả lời rằng: ngươi có muốn lên thành Giê-ru-sa-lem chịu xử tại đó về những việc này trước mặt ta chăng? Phao-lô bèn thưa rằng: tôi ứng hầu trước mặt tòa án Xê-sa, ấy là nơi tôi phải chịu xử. Tôi chẳng có lỗi chi với người Giu-đa, như chính mình quan biết rõ ràng. Ví bằng tôi có tội hay là phạm điều gì đáng chết thì tôi chẳng từ chối chết đâu. Trái lại, nếu trong đơn từ họ kiện tôi không có cớ gì hết thì chẳng ai được nộp tôi cho họ. Tôi kêu nài sự đó đến Xê-sa. Kế đó Phê-tu bàn tán với công hội mình, bèn trả lời rằng: ngươi đã kêu nài Xê-sa, chắc sẽ đến nơi Xê-sa. Cách đó mấy ngày, vua Agrippa với Berenice đến thành Cesare đặng chào Phê-tu. Vì hai người ở lại đó mấy ngày, nên Phê-tu đem vụ Phao-lô trình với vua rằng: đây có một tin tù mà Phê-líp đã để lại. Lúc tôi ở thành Giê-ru-sa-lem, các thầy tế lễ cả và các trưởng lão dân Giu-đa đến kiện người và xin tôi làm án người đi. Tôi đáp lại rằng người Roma chẳng có lệ giải nộp một người nào mà bên bị cáo chưa đối nại với bên tiên cáo và người đó chưa có cách thế để chống cãi lời kiện cáo mình. Họ bèn đến đây, thì vừa ngày sau, tôi ra ngồi nơi tòa án, không trễ nải mà truyền dẫn người ấy đến. Các người tiên cáo đều đã có mặt, song không kiện nó về một tội gì như tôi đã đè chừng. Chỉ cáo nó về đạo riêng của họ và một tên Giê-xu đã chết kia mà Phao-lô quyết rằng còn sống. Trong sự cãi lẫy đó, tôi không biết theo bên nào, nên hỏi Phao-lô muốn đi đến thành Giê-ru-sa-lem để chịu xử mọi điều ấy tại nơi đó chăng. Nhưng nó đã kêu nài,
để việc kiện mình lại cho hoàng đế phân xử. Vậy tôi đã truyền giam nó trong ngục đợi tới khi tôi giải cho Caesar. Agrippa bèn nói với Phêtô rằng: ta cũng muốn nghe người ấy. Phêtô tâu rằng: đến mai vua sẽ nghe. Vậy qua bữa sau, vua Agrippa với Berenice đến cách long trọng vào phòng xử kiện với quan quản cơ và các người tôn trưởng trong thành. Phêtô bèn truyền lệnh điệu Phaolô đến. Đoạn Phêtô rằng: tâu vua Agrippa và hết thảy các ông có mặt tại đây, các ông đều thấy người này. Vì cớ nó nên thay thảy dân chúng Giuđa đến nài xin ơn tôi tại thành Jerusalem và tại đây cũng vậy, mà kêu lên rằng chẳng khá để cho nó sống nữa. Phần tôi đã xét nó chẳng có làm điều gì đáng tội chết, và vì chính nó cũng đã kêu nài việc đó đến Caesar, nên tôi định giải nộp cho Caesar. Nhưng vì tôi không có điều chi quả quyết để làm sớ tâu hoàng đế về việc nó, nên đòi nó đến trước mặt các ông, nhất là trước mặt vua là Agrippa, đặng khi tra hỏi rồi tôi có điều để viết sớ. Và tôi nghĩ rằng giải một tên phạm mà chẳng nói rõ điều người ta kiện nó thì là trái lẽ lắm. Chương 3. Bây giờ chúng ta trở lại bắt đường Ba San đi lên. Óc vua Ba San và cả dân sự người ra đón chúng ta đặng giao chiến tại Edrei. Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: ngươi chớ sợ, vì ta đã phó người, cả dân sự và xứ người vào tay ngươi. Ngươi sẽ làm cho người như ngươi đã làm cho Si-hôn vua Amorít ở tại Hết-bôn. Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng ta cũng có phó vào tay chúng ta Óc vua Ba-san và cả dân sự người. Chúng ta có đánh bại người đến chừng không còn lại một ai. Trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy các thành của người, không có thành nào mà mình không chiếm lấy, tức là 60 cái thành và toàn miền Ạc Gốp là nước của Óc trong xứ Ba-san. Các thành này vốn là đồn lũy có vách cao, cửa và cây gài, cũng có lấy những thành không có vách rất nhiều. Chúng ta khấn vái tận diệt các thành này như chúng ta đã làm cho Si-hôn vua Hết-bôn, tức là khấn vái diệt hết các thành, các người nam, người nữ và con trẻ. Nhưng chúng ta chiếm lấy về phần mình hết thảy súc vật và hóa tài của các thành ấy. Vậy trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy của hai vua Amorít xứ bên kia sông Giô-đan, từ khe Ạc Nôn đến núi Hẹt Môn. Dân Sidon gọi núi Hẹt Môn là Sirion, còn dân Amorít đặt tên là Senir. Các thành của đồng bằng, toàn Gala-át và toàn Ba-san cho đến Sanca và Edrei là hai thành của nước Óc trong Ba-san. Vì về dân tộc Rephaim chỉ có một mình Óc vua Ba-san còn lại. Này, cái giường bằng sắt của người há chẳng còn tại Rabba, thành của con cháu Amon sao? Bề dài giường là 9 thước, bề ngang 4 thước, theo thước tay người nam. Vậy trong lúc đó, chúng ta chiếm lấy xứ này. Ta cho người Ruben và người Gác từ xứ Aroe ở trên khe Ạc Nôn và phân nửa núi Gala-át cùng các thành của nó. Ta cho phân nửa chi phái Manasse phần còn lại của núi Gala-át và toàn Ba-san nước của Óc, tức là cả miền Ạc Gốp cùng toàn Ba-san vậy. Miền ấy gọi là xứ Rephaim. Giai-rơ, con trai Manasse, chiếm lấy cả miền Ạc Gốp cho đến giới hạn dân Ghê-su-rít và Ma-ca-thít, đặt tên mình cho các thôn xứ Ba-san là thôn Giai-rơ đến ngày nay hãy còn. Ta cũng cho Ma-ki xứ Gala-át. Về người Ru-bên và người Gác, ta cho phần Gala-át có ranh ở giữa khe Ạc Nôn cho đến khe Gia-bốt là giới hạn của con cháu Am-môn, luôn với đồng bằng Giô-đanh từ Kinneret tới biển của đồng bằng, tức là biển mặn dưới triền núi Phích-ga về phía đông. Và trong lúc đó, ta truyền lệnh này cho các ngươi mà rằng: Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi có phó xứ này cho các ngươi đặng nhận lấy làm sản nghiệp. Hết thảy những chiến sĩ trong các ngươi phải cầm binh khí đi qua trước anh em mình là dân Israel, chỉ những vợ, con trẻ và súc vật các ngươi. Ta biết rằng các ngươi có nhiều súc vật,
sẽ ở lại trong những thành mà ta đã cho các ngươi, đến chừng nào Đức Giê-hô-va cho anh em các ngươi sự an nghỉ như mình, và anh em cũng nhận được xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi ban cho họ tại phía bên kia sông Giô-đanh. Đoạn, mọi người trong các ngươi sẽ trở về sản nghiệp mình mà ta đã ban cho các ngươi. Đang lúc ấy, ta cũng truyền lệnh này cho Giô-suê mà rằng: mắt ngươi có thấy mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho hai vua này. Đức Giê-hô-va sẽ làm như vậy cho các nước nào mà ngươi sẽ đi qua. Đừng sợ các nước đó, vì chính Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi tranh chiến cho các ngươi. Trong lúc này, ta cầu khẩn cùng Đức Giê-hô-va mà rằng: lạy Chúa Giê-hô-va, Chúa đã khởi tỏ cho kẻ tôi tới Chúa sự oai nghiêm lớn và cánh tay quyền năng của Chúa. Vì trên trời dưới đất há có thần nào làm được việc và công sự quyền năng giống như của Chúa chăng? Tôi xin Chúa cho phép tôi đi qua xem xứ tốt tươi, núi đẹp đẽ này và Liban ở bên kia sông Giô-đanh. Nhưng Đức Giê-hô-va bởi cớ các ngươi nổi giận cùng ta, không có nhận lời ta, bèn phán rằng: thôi, chớ còn nói về việc này cùng ta nữa. Hãy đi lên chót Phích-ga, ngước mắt ngươi lên về hướng Tây, hướng Bắc, hướng Nam và hướng Đông mà nhìn xứ ấy, vì ngươi sẽ không đi ngang qua sông Giô-đanh này đâu. Xong, hãy truyền mạng lệnh cho Giô-suê, làm cho người vững lòng bền chí, vì ấy là người phải đi qua trước mặt dân này, khiến chúng nhận lấy xứ mà ngươi sẽ thấy. Ấy vậy, chúng ta có ở trong trũng, đối ngang Bết-phê-o. Chương 4. Hỡi Israel, bây giờ hãy nghe những mạng lệnh và luật lệ mà ta dạy các ngươi. Hãy làm theo để các ngươi được sống và vào xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời của tổ phụ các ngươi ban cho các ngươi nhận được. Các ngươi chớ thêm chi và đừng bớt chi về điều ta truyền cho, để giữ theo các điều răn của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi mà ta đã truyền. Nhân dịp của ba anh Phê-o, mắt các ngươi đã thấy điều Đức Giê-hô-va đã làm. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi có diệt khỏi giữa ngươi mọi kẻ tin theo ba anh Phê-o. Còn các ngươi là những kẻ vẫn theo Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, ngày nay hết thảy còn sống. Này đây, ta đã dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ y như Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta đã phán dặn ta, để các ngươi làm theo ở giữa xứ mình sẽ vào đặng nhận lấy. Vậy, các ngươi phải giữ làm theo các mạng lệnh và luật lệ này, vì ấy là sự khôn ngoan và sự thông sáng của các ngươi trước mặt các dân tộc. Họ nghe nói về các luật lệ này sẽ nói rằng: dân này là một dân khôn ngoan và thông sáng không hai. Vả chăng, há có dân lớn nào mà có các thần mình gần như chúng ta có Giê-hô-va Đức Chúa Trời gần chúng ta mọi khi chúng ta cầu khẩn Ngài chăng? Lại, há có nước lớn nào có những mạng lệnh và luật lệ công bình như cả luật pháp này mà ngày nay ta đặt trước mặt các ngươi chăng? Chỉ hãy giữ lấy ngươi, lo canh cẩn thận linh hồn mình, e ngươi quên những điều mà mắt mình đã thấy, hầu cho chẳng một ngày nào của đời ngươi những điều đó lìa khỏi lòng ngươi, phải dạy cho các con và cháu ngươi. Hãy nhớ ngày ngươi chầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi tại Hô-rép, khi Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: hãy nhóm hiệp dân sự để ta khiến chúng nghe lời ta, hầu cho tập kính sợ ta đang lúc họ còn sống nơi thế thượng, và dạy lời đó cho con cái mình. Vậy các ngươi lại gần và đứng dưới núi, vả núi cả lửa cháy cho đến tận trời, có sự tối tăm, mây mịt mịt và đen kịt. Từ trong lửa Đức Giê-hô-va phán cùng các ngươi. Các ngươi nghe một tiếng nói nhưng không thấy một hình trạng nào, chỉ nghe một tiếng mà thôi. Ngài ra truyền cho các ngươi biết sự giao ước của Ngài, tức là 10 điều răn, khiến các ngươi gìn giữ lấy, và Ngài chép 10 điều răn ấy trên hai bảng đá. Trong lúc đó, Đức Giê-hô-va cũng phán dặn ta dạy các ngươi những mạng lệnh và luật lệ để các ngươi làm theo tại trong xứ mà mình sẽ đi vào nhận lấy. Vậy, các ngươi hãy cẩn thận giữ lấy linh hồn mình cho lắm, vì các ngươi không có thấy một hình trạng nào trong ngày Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi từ nơi giữa lửa phán cùng các ngươi tại Hô-rép. E các ngươi
phải làm hư hoại cho mình chăng, và là một tượng chạm nào, tạo hình trạng của tà thần nào, hoặc hình của người nam hay người nữ, hoặc hình của con thú nào đi trên đất, hoặc hình của vật nào có cánh bay trên trời, hoặc hình của loài côn trùng nào bò trên đất, hay là hình của con cá nào ở trong nước dưới đất. Lại, e khi ngươi ngước mắt lên trời thấy mặt trời, mặt trăng, các ngôi sao, tức là toàn cả thiên binh, thì ngươi bị quyến dụ quỳ xuống trước các vị đó và thờ lại các tinh tú này. Mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã chia phân cho muôn dân dưới trời chăng? Còn các ngươi, Đức Giê-hô-va đã chọn và rút các ngươi khỏi lò lửa bằng sắt kia là xứ Ê-díp-tô, để các ngươi thành một dân riêng của Ngài, y như các ngươi đã là điều đó ngày nay. Đoạn Đức Giê-hô-va vì cớ các ngươi nổi giận cùng ta có thề rằng, ta không được đi ngang qua sông Giô-đanh và chẳng đặng vào xứ tốt đẹp mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi làm sản nghiệp, vì ta phải chết trong xứ này, không đi ngang qua sông Giô-đanh được. Nhưng các ngươi sẽ đi qua và nhận lấy xứ tốt đẹp ấy. Khá cẩn thận giữ lấy mình, chớ quên sự giao ước của Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã lập cùng các ngươi, và chớ làm tượng chạm nào, hình của vật nào mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi đã cấm. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi như một đám lửa tiêu cháy, và là Đức Chúa Trời hay kỵ tà. Khi các ngươi sẽ có con cùng cháu, và khi đã ở lâu trong xứ rồi, nếu các ngươi làm bại hoại mình, làm tượng chạm nào, hình của vật chi mặc dầu, mà hành ác trước mặt Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi để chọc Ngài nổi giận, thì ngày nay ta bắt trời và đất làm chứng quyết cho các ngươi rằng các ngươi sẽ chết vội và khuất mắt khỏi xứ mà mình sẽ đi nhận lấy tại bên kia sông Giô-đanh. Các ngươi chẳng ở đó lâu dài đâu, nhưng sẽ bị tận diệt. Đức Giê-hô-va sẽ tản lạc các ngươi trong các nước, chỉ còn lại số nhỏ trong các nước mà Đức Giê-hô-va sẽ dẫn các ngươi vào. Ở đó các ngươi sẽ cúng thờ những thần bằng cây và bằng đá, là công việc của tay loài người làm nên, chẳng thấy, chẳng nghe, chẳng ăn, cũng chẳng ngửi. Ở đó ngươi sẽ tìm cầu Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi, và khi nào hết lòng hết ý tìm cầu Ngài thì mới gặp. Khi ngươi bị gian nan và các việc này xảy đến cho ngươi, bây giờ trong ngày cuối cùng ngươi sẽ trở về cùng Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi và vâng theo tiếng Ngài. Vì Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi là Đức Chúa Trời hay thương xót, sẽ không bỏ ngươi và không hủy diệt ngươi đâu, cũng chẳng quên sự giao ước mà Ngài đã thề cùng các tổ phụ ngươi. Vậy, ngươi hãy hỏi học về thời kỳ có trước ngươi, từ ngày Đức Chúa Trời dựng nên loài người trên đất, từ góc trời này đến góc trời kia. Nếu bao giờ có xảy ra việc nào lớn dường ấy, hay là người ta có nghe sự chi giống như vậy chăng? Tức là, há có một dân tộc nào nghe tiếng Đức Chúa Trời từ trong lửa phán ra như ngươi đã nghe mà vẫn còn sống chăng? Hay là Đức Chúa Trời há có cậy lấy sự thử thách, dấu kỳ, điềm lạ, chiến tranh, cánh tay quyền năng giơ thẳng ra, cùng cậy công sự to tát và gớm ghê, đặng thử đi chiếm một dân tộc cho mình ở giữa một dân tộc khác, như mọi điều Giê-hô-va Đức Chúa Trời các ngươi đã làm cho các ngươi tại xứ Ê-díp-tô dưới mắt mình chăng? Ngươi đã chứng kiến mọi điều đó để nhìn biết rằng Giê-hô-va ấy là Đức Chúa Trời, chớ không ai khác hơn Ngài. Ngài từ trên trời khiến cho ngươi nghe tiếng Ngài để dạy ngươi. Trên đất, Ngài khiến cho ngươi thấy đám lửa lớn Ngài. Và từ trong lửa, ngươi có nghe lời Ngài phán ra. Bởi vì Ngài yêu mến các tổ phụ ngươi, nên chọn lấy dòng dõi các người ấy. Và chính Ngài nhờ quyền năng lớn mình rút ngươi ra khỏi xứ Ê-díp-tô, đặng đuổi khỏi trước mặt ngươi những dân tộc lớn hơn và mạnh hơn ngươi, đặng đưa ngươi vào xứ của dân đó và ban cho làm sản nghiệp, y như điều ấy xảy đến ngày nay. Vậy, ngày nay hãy biết và ghi tạc trong lòng ngươi rằng Giê-hô-va ấy là Đức Chúa Trời trên trời cao kia và dưới đất thấp này, chẳng có ai khác. Hãy giữ những luật lệ và điều răn của Ngài mà ngày nay ta truyền cho ngươi, hầu cho ngươi và con cháu ngươi đều có phước ở lâu dài trong xứ mà Giê-hô-va Đức Chúa Trời ngươi ban cho ngươi mãi mãi. Mô-sê bèn biệt ra ba cái thành ở bên kia sông Giô-đanh về hướng mặt trời mọc, để kẻ sát nhân vô ý giết người lân cận mình mà không có ghét trước được thế trốn tránh và ẩn núp trong một của các thành này và được sống.
ấy là Bết-xê, nơi rừng vắng trong xứ đồng bằng, để cho người Ru-bên; Ra-mốt, nơi Ga-la-át, để cho người Gác; và Gô-lan, nơi Ba-san, để cho người Ma-na-xê. Này là luật pháp mà Mô-sê đặt trước mặt dân Israel. Này là chứng cớ, mạng lệnh và luật lệ mà Mô-sê truyền cho dân Israel khi ra khỏi xứ Ai-cập-tô ở bên kia sông Giô-đanh, trong trũng đối ngang Bết-phê-o tại xứ Si-hôn vua dân Amorít ở Hết-bôn, mà Mô-sê và dân Israel đánh bại khi ra khỏi xứ Ai-cập-tô. Dân Israel chiếm xứ người luôn với xứ Ốc vua Ba-san, là hai vua dân Amorít ở tại bên kia sông Giô-đanh về hướng mặt trời mọc từ A-rô-e trên bờ khe Ạc-nôn cho đến núi Sirion, nghĩa là Hẹt Môn, và toàn đồng bằng bên kia sông Giô-đanh về phía đông cho đến biển của đồng bằng dưới triền núi Phích-ga. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch, bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dậy con. Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dậy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong Ngài. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giê-xu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã nghe chương trình Tĩnh Nguyện Radio buổi sáng. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách like, chia sẻ chương trình tĩnh nguyện rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng. Cảm ơn bạn. Hẹn bạn tĩnh nguyện tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.